Trên thị trường đã xuất hiện ngày càng nhiều các sản phẩm đồ gia dụng bằng gỗ có thiết kế đầy mới lạ. Đó không còn là những chiếc khay, chiếc thớt, chiếc muỗng vuông vức có kiểu dáng đơn thuần mà được thiết kế những hình dáng mới như hình gấu, hình cá, hình trái tim. Các sản phẩm này thường được làm từ gỗ gõ đỏ, gỗ tần bì. Việc sử dụng màu gỗ tự nhiên mà không dùng sơn hay các chất tạo màu sẽ giúp quý khán giả hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề sức khỏe khi sử dụng. Những sản phẩm độc đáo này không chỉ được sử dụng trong bữa ăn gia đình hay cửa hàng mà còn có thể dùng để trang trí không gian bếp hay làm quà tặng. Quý khán giả có thể xem thêm thông tin của nhiều sản phẩm độc đáo khác tại fanpage 1968 Người đàn ông nội trợ hoặc đặt mua qua điện thoại với giá dao động từ 35.000 đồng đến 190.000 đồng một sản phẩm.